bạn ơi, mình đang ở khu vực công viên Nhật và sẽ đi tung tăng trải nghiệm. Mọi người đón chào Noel như thế nào? Ta-da! Cha! 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 Cá lợn ơi, cá lợn ơi, thích quá. Đi ra cho cá ăn, cá lợn ơi, chết ta. Ôi, nhìn này đang cá nè. Ta-da, ta-da. Cưng quá là cưng lắm đó. Cá coi là biểu tượng là rất là sung túc và chúc may mắn của người Nhật. Và hôm nay là ngày Giáng sinh, chúng ta hãy cùng với đàn cá thân yêu để chúc cho tất cả mọi điều may mắn đến với mọi người. Trong không khí rất là đẹp và vui, đúng không các bạn? Chúng ta tiếp tục nhé. Các bạn ơi, đêm Giáng sinh mình đang đứng trước đài phun nước này bằng đá hoang hương với tượng chúa thiên thần ở trên cao, luôn luôn ban phát màu an lành cho tất cả muôn nơi. Các bạn ơi, mọi người đang ở công viên Landmark để chờ đón những hôm khác Giáng sinh sắp tới. Những không khí Giáng sinh đang mắt người. Ôi, mình hòa nhịp cùng mọi người vui lắm các bạn ạ. Ta 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 ta. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về căn phòng của mình nhé. Ta 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 ta. Các bạn ơi, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái căn phòng của mình và một bữa tiệc nho nhỏ của mình trong một ngày Giáng sinh vô cùng ấm áp và tươi vui, cũng nói về những cái lương thực chính của người châu Âu, đó chính là bánh mì như là gạo của người châu Á chúng ta. Và họ thì có thịt gà nè, thịt heo dăm bông, rồi thịt hun khói, cũng như là thịt bò và xúc xích, xà lách trộn. Đó là những cái món mà họ sẽ thường chiêu đãi nhau và để ăn mừng đón chào một năm mới, thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Và ngoài ra thì họ rất quan trọng về những chén bát sứ, đó là những cái nét mà mỗi một gia đình họ muốn được giới thiệu với những vị khách quý khi được mời đến nhà chơi. Một nét văn hóa cũng là tuyệt vời, đúng không các bạn? Và hôm nay mình cũng giới thiệu với các bạn về bộ chén bát sứ của người châu Âu. Và cũng không thể nào mà nói thiếu được về ổ bánh kem. Đó cũng là chính là những cái lương thực rất quan trọng, đó là bơ, trứng và sữa. Đó là những lương thực mà người châu Âu dùng hàng ngày, mong là những cái nguồn lương thực đó sẽ dồi dào trong một năm. Yeah. Và đây cũng là căn phòng làm việc của mình, và để tạo ra những clip gửi tới các bạn thân yêu. Và đây chính là view thứ hai. Các bạn ơi, đây là view Giáng sinh năm nay mình dành tặng cho tất cả các bạn đang xem trên clip của kênh Khả Ái. Mình đang bắt đầu là rất là xúc động đây. Bên mình đây là bạn Thông lớn, có nàng công chúa thiên thần. Bạn nào sẽ ở bên phe nàng công chúa thiên thần nào? Bên đây là công chúa hiện đại của bạn Thông nhỏ. Tất cả những bạn cá tính thì cho lẽ sẽ chọn công chúa hiện đại, đúng không? Mình nói vui vậy thôi. Mình và hai bạn Thông muốn gửi đến các bạn những lời chúc thật là tuyệt vời nhất. Và các bạn trong ngày hôm nay, trong ngày Giáng sinh, chúng ta hãy luôn yêu thương bản thân nè, yêu thương cuộc sống này và yêu thương những người thân, bạn bè đang bên cạnh chúng ta thật là nhiều. Và chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, đúng không các bạn? Đâm ra là ông già Noel thì sẽ gửi đến cho chúng ta những phần thưởng của những món quà xứng đáng. Đó là những may mắn bất ngờ sẽ đến với chúng ta, hay còn gọi là phép màu nhiệm kỳ. Các bạn hãy tin, chúng ta cứ tự hào về bản thân, luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng, và hạnh phúc đủ đầy sẽ đến với mỗi chúng ta trong cuộc sống này. Mình xin gửi lời chúc năm 2023 cho tới tất cả các bạn.
chúng ta sẽ có thật nhiều năng lượng nè, thật nhiều hạnh phúc và sẽ có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão thực hiện trong năm 2023. Và dù thành tựu nhỏ đến đâu thì chúng ta hãy biết rằng là chúng ta đã tiến bộ mỗi ngày. Ngày hôm nay đã hơn ngày hôm qua và ngày mai nhất định sẽ hơn ngày hôm nay. Một năm 2023 tuyệt vời đang đợi chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá Sài Gòn. Ngày Giáng sinh mọi người sẽ tung bay và vui chơi như thế nào? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ta-da. Ta-da. Mình đang ở nơi đây là khu vực Vinh Home Grand Park. Và trong không khí tưng bừng đón Giáng sinh, đây là một khu vực mới, giống như một thành phố mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng vào để trải nghiệm xem có những gì nhé. Ôi, không khí ở đây thật là trong lành. Vì chắc là có lượng sông Sài Gòn nè, rồi lượng cây xanh lớn đó các bạn. Yeah. Đây là khu vực biển Măng của Grand Park. Rất là thích nha các bạn. Yeah. Ở đây các bạn nào mà mê biển không có thời gian thì hãy đến với khu vực quận 9 Grand Park. Ta-da. Ta-da. Yeah. Ôi lớp cát trắng mịn thích quá các bạn. Yeah. Rất là nhiều những trái dừa xinh xắn. Yeah. Yeah. Đã quá các bạn ạ. Một vùng cát trắng, hàng dừa xanh giữa Sài Gòn. Còn gì tuyệt vời hơn? Khu vực biển mặn ở ngay công viên Grand Park này thật là quá tuyệt vời. Bây giờ thì mình đang di chuyển qua khu vực công viên ánh sáng. Một chiếc xe ngựa của ông già Noel thật là tuyệt vời. Và đây những cây hoa. Ở công viên có rất nhiều bức tượng trong các câu chuyện thần thoại, như là chú ngựa thần này các bạn. Cưng quá, rất nhiều hoa sen đá. Còn đây là câu chuyện chàng thủy thủ và cặp tình nhân đã tìm được đến nhau. Khu vực công viên ánh sáng này khá là rộng các bạn ạ. Có rất nhiều tiểu cảnh cho những bạn mê check-in. Đẹp quá, ôi trời ơi, những trái tim tuyệt vời. Những trái tim của tình yêu chúc mừng chúng ta trong ngày Giáng sinh hôm nay. Và đây trước mặt mình là một tượng đồng rất là lớn về cặp thiên thần của tình yêu trong câu chuyện cổ Hy Lạp. Đây là mình đang đi qua, đây là tác phẩm Người Cây. Các bạn nhìn nè, ôi đẹp quá. Đây là một câu chuyện, một tác phẩm nghệ thuật. Mình cứ tung tăng thôi trong cả một vườn ánh sáng rực rỡ. Thích quá các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đang ở ngay trung tâm khu vực của công viên ánh sáng. Thật là tuyệt vời. Thích quá bạn ơi, những cây nấm ánh sáng thật ra đây. Như vậy là mình đã chia sẻ được tới các bạn không khí Giáng sinh của người dân Sài Gòn tại công viên Landmark và công viên Grand Park quận 9. Mình rất là xúc động và muốn gửi những lời chúc và tốt đẹp nhất đến các bạn trong ngày Giáng sinh. Chúng ta luôn luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Chúng ta sẽ có một cuộc sống luôn tốt đẹp và luôn có một cái tương lai rực sáng ở phía trước. Mình luôn yêu quý các bạn. Những lượt like, những lượt share, những lượt đăng ký kênh của các bạn là một nguồn động viên to lớn giúp mình thực hiện được nhiều chuyến hành trình, chia sẻ được nhiều phong cảnh đẹp thiên nhiên tới tất cả các bạn trên kênh Khả Ái. I love everyone!